tài xế này mướn bên Nhật Bản về nha các bạn. Ảnh chơi sumo, bây giờ ảnh bỏ nghề, ảnh qua ảnh lái xà lan nha các bạn. Hợp đồng luôn rồi. Qua không đây, qua không đây, qua rồi. Anh này anh lái quá mạnh mẽ rồi các bạn ơi. Cho kìa kìa ghê không? Đó. Sumo. Cái vào lăng nó bị đánh qua phải không được, bị dướng lại. Dạ. Rồi qua rồi. Mà bao có thấy đụng không? Ra đi. Không được, không được. Là vẫn sợ cái vào lăng đó. Cái vào lăng này nó cũng không cao mấy. Qua được rồi. Xi măng cái này có thể là xi măng non hay gì nè. Các bạn ơi, chiếc xe lăn này quá cao rồi, không biết qua được không nè. Trời ơi, dài kìa. Mỗi bên này mà đích bên tới bên đất bên kia luôn. Tới bờ kênh bên kia các bạn.
chạy tới nha các bạn. Đây để coi xà lan này bao nhiêu mét. Ôi ôi 36 lần. Quá dữ kìa. Xà lan này tới cả ngàn các bạn. Còn 1.000 tấn á. Bị bơi xuống phía bên tay trái các bạn, tay phải rồi. Phải dựa vô cây cột. Giờ đưa cái đầu qua bên này luôn. Nó chăng qua đây.
qua để đâm thẳng vô và chạy vô nha các bạn. Bây giờ nước đã đầy rồi, nước đã đủ sức để qua nha các bạn. Ở ngoài rất là nhiều xà lan đang đợi vô. Biết nãy gì có bơm nước không, có thể là thấp hơn xà lan hồi nãy nhiều nên là không bơm nước nha các bạn. Chiếc xà lan này thì tốc độ cũng rất là nhanh nè các bạn. Đánh cua trước nè. Đi rất là thẳng nha các bạn. Giờ lấy lái lại là vừa.